chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại dự án Zai River County One thuộc dự án Zai Gai Nhà Bè. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một sản phẩm rất là hấp dẫn tại dự án này, đó là Shop House. Với diện tích của dự án là ngang 7, dài 18 và được thiết kế là một trệt 3 lầu sân thượng. Và đối với cái dự án này thì quý anh chị rất là tiện lợi khi là sở hữu sản phẩm này. Quý anh chị có thể là mua để ở nè, cho thuê. Quý anh chị chỉ cần ở một tầng, hai tầng trên cùng, gọi là một cái căn duplex. Còn lại 3 tầng, tầng trệt và 2 tầng mình cho thuê. Thì mức tổng giá mức cho thuê với căn này thì khoảng trên dưới 100 triệu ạ. Để có thể sở hữu được cái sản phẩm này thì Phước Sửu xin mời mọi người cùng đi vào bên trong để khám phá chi tiết bên trong của cái căn shop house này nhé. Rồi xin mời nào. Thì đối với shop house thì khi mà khách hàng sở hữu ở đây thì xe hơi thì mình sẽ gửi bên trong dự án, bởi vì bên trong compound thì sẽ được là có chỗ đổ đầy đủ hết. Còn shop house ở đây thì mình thiết kế giống như ở đây là một cái lối đi riêng lên như vậy. Và nếu mà mình có cho thuê thì mình sẽ ngăn một phần để mình cho thuê. Còn ở đây thì mình có thể đi lên trên rồi có cái lối đi riêng. Dạ, thì bây giờ là bên... Làm cái văn phòng thì sau xe nhân viên để đưa không? Có máy để xe máy không? Dạ có anh, bên trong có. Dạ chút xíu em sẽ dẫn anh đi. Thì shop house ở đây là diện tích là 7x18. 7x18 ha. Và chùa trước là hành lang và phía sau nữa. Phía sau đây là giếng trời. Anh nhìn cái phía đối với dự án này thì chùa giếng trời rất là thoáng. Nên là cảm giác rất là thông thoáng. Dạ. Khi mà có một cái sự cố gì xảy ra hoặc như thế nào á, là ở đây là lối lưu thông để xử lý những vấn đề rất là tốt. Ở đây thì khoảng hơn 3 mét, còn phía sau đối với nhà phố thì 2 mét rưỡi. Nên là cái khoảng không này khá rộng. Dạ, khá rộng. Dạ. Không có chỗ sau đây thì mà để xe máy này. Không. Dạ không. Và đối với những cái căn mà biệt thự trở lên thì nó hai mặt tiền trước sau. Nhưng mà đối với lại shop house với nhà phố thì chỉ một mặt tiền thôi. Phần phía sau này như là anh có nhu cầu là một cái để làm văn phòng, nhưng mà như là thì chỗ đậu xe máy nó cho cả nhân viên bí nhỉ? Số lượng nhân viên thì ví dụ như mình có thể đăng ký trong những cái club house bên trong và có cái bể bãi đỗ xe bên trong. Dạ. Rồi, mình có thể đi lên trên để mình ở đây thì đây là cái dầm thang máy anh ha. Anh thể có thể thiết kế thang máy lên cho 3 tầng trên. 3 tầng trên. Rồi, thì bây giờ bắt đầu mình bắt đầu di chuyển lên cái tầng 1 để mình Đây là có cái này rất hay rồi. Thế số bao thì chặn ở đây, chặn này luôn là đường này lên công ty, lên văn phòng. Dạ, lên văn phòng. Nhưng mà nếu mà shop house anh cũng phải đi đường này, còn không thì anh chỉ ngăn tới đây thôi. Thì cái lối đi số ở đây, còn cái lối kinh doanh riêng ở đây. Thì tùy, còn mình có thể theo cho thuê theo hình thức nào. Còn ví dụ như một số nhà là chỉ cần một cái lối đi bên hông này, anh chỉ cần ở cái tầng trên cùng thôi. Anh lên tầng trên cùng là anh thấy nó giống rất là đẹp, nó giống như một cái căn duplex luôn. Anh tha hồ ở chỉ cần một cái hai tầng trên cùng là anh đủ khoảng không nên ở rồi. Còn anh có thể cho thuê tầng trệt và hai tầng trên này nữa. Thì ở đây nó có một cái tầm view rất là đẹp, cũng thoáng và nó có ban công nữa, nên anh có thể là làm nhà hàng cũng được nè. Rồi anh làm khách sạn cũng được. Đó. Không gian rất là rộng, rất là thoáng. Đây là tầng trệt ở trên ha. Đây là tầng 1. Tầng 1 ở trên. Tất cả ở đây. Dạ, điện đỡ đóng thì hiện tại thì đang di chuyển dần dần. Đã ông được một phần rồi mới bàn giao nhà cho khách hàng. Còn sắp tới thì sẽ là ông tiếp. Và tất nhiên là ở đây khu dân cư không bao giờ có cái đường điện ở dưới rồi. Dạ, nên là yên tâm về bên Z. Nên họ tận dụng thiết kế cầu thang sát bên hông. Nên cái khoảng này khá rộng. Tuy là 7 mét nhưng mà rất là rộng luôn. Mình có thể thiết kế được rất là nhiều thứ. Không gian khá rộng ha. Rồi anh đi di chuyển lên tầng 2 và tầng trên cùng ha. Đây là dầm thang máy. Đặc biệt đối với dự án này á, thì nó có cái hay là từ biệt thự đến nhà phố là đều có rất là nhiều cửa anh ha. Tạo cái độ thông thoáng cho căn nhà. Tầng trên này. Tầng này rất là thoáng và đồng thời tầng trên này nó còn có thêm một cái ban công. Mà rất là thoáng luôn anh. Ở đây thì kinh doanh buôn bán nhà hàng, cà phê hoặc là anh mở văn phòng thì rất là đẹp luôn. Đây. Cái view này nhìn trực diện Nguyễn Hữu Thọ. Còn dưới xíu thì nó nhìn ra chỗ Nai Sao La Villa. Nai Sao La Villa đúng không? Dạ đúng rồi.
Anh thấy ông thầy chủ đầu tư ở đây là bạn giàu rất là đẹp luôn. Dạ. Đối với dự án này thì khách hàng xem là đều rất là ưng ý về cái cách nội thất, cái ngoại thất. Và đặc biệt là anh vào bên trong á là chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây xanh luôn. Dạ. Dạ. Cửa này là chống cháy rồi là chống ồn. Dạ rồi, anh di chuyển lên cái tầng 3 và cái áp mái bên trên. Nó giống như mình sử dụng cái căn trên cùng, giống như một cái căn duplex vậy á. Là nếu mà gia đình ít người thì chỉ cần cái căn, cái khoảng không trên cùng này là cũng đủ sử dụng cho một gia đình. Dạ. Đấy là, dạ, ở đây thì dạ đúng rồi, ở đây thì anh sử dụng một là dùng một cái thang tùy anh thiết kế tùy anh. Giống một khoảng bên trên đó là phòng thờ, rồi bên này là một cái phòng, cái khuôn viên sân thượng, sân lượng mặt sau. Còn phía trước thì cũng có ban công. Dạ, khá rộng rãi, khá rộng rãi. Thiết kế nói chung tối đa chức năng và nói chung là cũng không có quá cao tầng. Dạ. Dạ, rất là sáng sủa nên là tạo một cái không gian thoáng và đồng thời là tối đa chức năng để mình có thể kinh doanh được. Chứ còn không nhiều khi là thiết kế một số dự án thì thiết kế cái cầu thang nhiều quá, bí. Dạ đúng rồi. Với lại đối với cái căn shop house thì nó cao hơn với lại căn nhà phố một tầng. Dạ, hơn một tum trên. Tính ra nó hơn một tầng luôn á, tum thì nó giống nhau hết, còn nó hơn luôn một tầng. Thì cảm giác nó sẽ cao hơn và nó có sẽ có cái độ thông thoáng cho không phải bị khuất đồng phiêu. Dạ. Dạ đúng rồi, chỉ có trục này thôi nè. Còn mấy cái này mình cũng có thể làm được. Dạ. À, anh thông hai căn thành một căn thì rất là đẹp. À, chỉ có trụ này thôi là chịu lực. À, cùng lắm thì anh có thể làm cái chỗ này nữa. Thì mình cũng có thiết kế làm dạng như kiến lùa, cửa lùa thì nó cũng rất là thuận tiện luôn anh. Dạ, ở trên này thì mình thiết kế bằng thang. Nó giống như một cái tum để thiết kế thang. Dạ. Còn thang máy lên thì tới đó thì hết rồi đó. Tới đây là cái dầm. Dạ.